viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố chung chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Xúc động lễ truy điệu các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 ở Tây Ninh. Những lợi thế lớn của bà Harris trong cuộc đấu với ông Trump. Chiều 24 tháng 7, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức trông giữ xe cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức và các cá nhân đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phân luồng giao thông. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ sáng 25 đến trưa 26 tháng 7. Vị đại diện này cho biết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 có thể gửi xe tại đường Hàn Thuyên và đường Alexander the Road, phường Bến Nghé, quận 1. Việc trông giữ xe phục vụ lễ tang hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong cũng sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn các đoàn vào viếng, điều phối giao thông và hỗ trợ khách sang đường. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại các giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, khi đến viếng, các cá nhân cần có trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức quốc tang. Học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị. Cũng theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân, tập thể đến viếng không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Cá nhân mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân, không mang theo túi sách, chỉ mang theo giải băng viếng tang, kích thước dài 80cm, cao 15cm, màu đen, chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị. Ngày 24 tháng 7, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này. Nội dung toàn văn tuyên bố của lãnh đạo các nước ASEAN như sau. Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Trong thời điểm đau buồn và tiếc thương này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự nghiệp lãnh đạo và cống hiến suốt đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nhân dân và đất nước Việt Nam sẽ luôn được ghi nhớ. Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác khu vực và quốc tế sẽ là di sản vô giá và lâu bền. Cũng trong ngày 24 tháng 7, tại Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57, các hội nghị liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác ở khu vực và thế giới. Sáng 23 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt ngân hàng Gen ADN, liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Hội nghị do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Hơn 400 đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công với cách mạng trong cả nước, cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương tham dự. Mở đầu chương trình, toàn thể hội nghị đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 24 tháng 7 tại thành phố Tam Kỳ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo chuyên đề dự trữ carbon và đa dạng sinh học với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, các tổ chức quốc tế, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại hội thảo, các ý kiến đều có chung quan điểm, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng, cơ hội lớn để tham gia sâu vào thị trường, mua bán,
tín chỉ carbon. Tuy nhiên, do vướng vào các cơ chế chính sách nên việc triển khai trên thực tế gặp nhiều khó khăn. Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2021, Thủ tướng cho phép tỉnh Quảng Nam lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai thì địa phương vẫn đang loay hoay vì vướng cơ chế. Ông Vũ Tấn Phương, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững cho biết, thách thức hiện nay là khung pháp lý, hướng dẫn chưa chi tiết và rõ ràng về đầu tư, quyền carbon, chia sẻ lợi ích, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương quy định về đăng ký, thương mại tín chỉ carbon. Bà Nghiêm Phương Thúy, Cục Lâm nghiệp cho rằng, khó khăn thách thức hiện nay là truyền thông và dư luận về tín chỉ carbon rừng chưa hiểu được ngọn ngành, thể chế chính sách chưa quy định về việc ai được quyền bán và tiền bán sẽ được xử lý như thế nào. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nói rằng, tỉnh này rất trăn trở trong vấn đề bán tín chỉ carbon. Theo ông, thời điểm Thủ tướng Chính phủ cho phép Quảng Nam xây dựng đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, địa phương rất vui mừng. Ngày 24 tháng 7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, lễ truy điệu, lễ an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024. Lễ đón nhận xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, giai đoạn 1962-1975, chương trình tiếp xã giao đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Campuchia. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia cùng các bộ ngành Trung ương, quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến dự buổi lễ. Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước tạc dạ ghi lòng về công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tên và những chiến công oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ sẽ sống mãi với thời gian. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, báo Người Lao động sẽ tổ chức chương trình talk show tư vấn trực tuyến điều chỉnh nguyện vọng sao cho trúng với sự tham dự của chuyên gia đại diện các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc đăng ký nguyện vọng vào đại học sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 7. Đối với những thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng thì thời gian này là thời điểm quyết định để chọn một ngành học, một trường học phù hợp. Đây cũng là lúc thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không giới hạn số lần. Hiện hầu hết các trường đại học trên cả nước đều đã công bố điểm sàn xét tuyển, là căn cứ để thí sinh dựa vào số điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dựa vào khả năng, nhu cầu, sở thích của mình để chọn ngành học có cơ hội trúng tuyển cao, để giúp thí sinh có thêm thông tin chính xác toàn diện trước khi quyết định chọn nguyện vọng trong giai đoạn cuối cùng này. Báo Người Lao động tổ chức chương trình talk show tư vấn trực tuyến với chủ đề điều chỉnh nguyện vọng sao cho trúng nhằm giải đáp tất cả thắc mắc của phụ huynh, thí sinh. Các nút giao lớn gồm ngã 7 Lý Thái Tổ, ngã 6 Nguyễn Tri Phương, giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, nút giao quốc lộ 1, đường số 7, đường số 18 sẽ được xây cầu vượt để giảm ùn tắc cho khu vực. Đây là nhóm dự án trọng điểm vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào kế hoạch ưu tiên đầu tư, dự kiến thực hiện giai đoạn 2024-2028. Kinh phí cho mỗi công trình được khái toán sơ bộ khoảng 400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Cùng với hai giao lộ trên, Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất xây cầu vượt giảm kẹt ở nút giao Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Cầu dự kiến dài 500m, rộng 2-4 làn cho xe hai chiều theo hướng đường Nguyễn Oanh băng qua đường Phan Văn Trị. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng kiến nghị ưu tiên đầu tư nút giao quốc lộ 1, đường số 7, đường số 8, quận Bình Tân. Theo đó, nghiên cứu hai phương án cầu vượt hoặc hầm chui dài khoảng 400m, rộng 2-4 làn, xe chạy hai chiều theo đường số 7 và số 8. Nhiều bãi biển tại thành phố Vũng Tàu được lắp đặt dây phao cố định và di động nhằm ngăn khách du lịch và người dân địa phương ra khỏi khu vực an toàn. Sáng 24 tháng 7, ghi nhận tại một số bãi biển tại thành phố Vũng Tàu như bãi trước, bãi sau, bãi dứa, hệ thống dây phao được chính quyền địa phương lắp đặt nhằm khoanh vùng an toàn khi tắm biển cho du khách và người dân địa phương. Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu cho biết,
tại khu vực bãi trước đã được lắp cố định 450 m dây phao. Đây là bãi biển công cộng, chủ yếu người dân địa phương tắm và không có lực lượng cứu hộ. Hàng ngày rất nhiều người dân tắm biển và bơi ra xa bờ. Ngoài việc lắp đặt dây phao cố định, địa phương cũng lắp cờ cảnh báo người dân lưu ý khi tắm biển để phòng xảy ra đuối nước. Tại bãi dứa, bãi tắm đối diện Niết Bàn Tịnh Xá cũng rất đông người tắm biển, nhất là vào buổi chiều. Bãi biển này được lắp 250 m dây phao ngăn người dân bơi ra xa bờ. Đối với khu vực bãi sau, trung tâm tiến hành lắp đặt hàng dây phao di động khi cần thiết và tháo dỡ trong ngày để cảnh báo những khu vực ao xoáy nguy hiểm và khoanh vùng khu vực bãi tắm an toàn. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã bức xúc trước hành vi lợi dụng mạng xã hội để câu view bất chấp đạo lý. Cụ thể, cư dân mạng đã bức xúc trước bình luận khiếm nhã của TikToker Duy Muối, chính chủ có tích xanh, và yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay với nam TikToker quê Quảng Ninh. Cụ thể, trước một bài đăng trên mạng xã hội, Duy Muối đã vào bình luận khó chấp nhận và nhận vô số chỉ trích của cộng đồng mạng. Sau đó, nam TikToker đã đăng status xin lỗi, nhưng phần lớn cư dân mạng đã bình luận cho rằng lời xin lỗi không thể chấp nhận. Sau khi bị cư dân mạng tẩy chay, Duy Muối đã khóa tất cả các kênh mạng xã hội và nhận lại vô số gạch đá trên mạng xã hội. Mặc dù Duy Muối đã xin lỗi vì bình luận kém duyên, nhưng cộng đồng mạng cho rằng cần có biện pháp mạnh từ các cơ quan chức năng và sử dụng quyền phong sát của người dùng mạng xã hội. Bên cạnh Duy Muối, một số người mẫu diễn viên cũng bị chỉ trích nặng nề vì những hành động không hợp, lệch chuẩn trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Ngoài sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden và nhiều nhân vật cấp cao khác, bà Kamala Harris còn được hưởng lợi từ bộ máy truyền thông chống Donald Trump quyết liệt. Trang tin Unheard của Anh hôm 21 tháng 7 dẫn khảo sát của trang Real Clear Politics chuyên về tin tức chính trị và tổng hợp dữ liệu thăm dò ý kiến ở Mỹ cho biết, khoảng 55% người dân Mỹ đánh giá không thiện cảm đối với ông Trump, trong khi con số này đối với bà Harris là 52%. Nếu đảng Dân Chủ tập trung sự ủng hộ dành cho bà Harris, bà sẽ ra tranh cử và có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên cũng như nữ tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Sau khi ông Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2024, đảng Cộng Hòa dường như đang đánh giá thấp các đối thủ khác của ứng cử viên Trump. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia chỉ ra mỗi khi đối mặt áp lực, đảng Dân Chủ đã làm những điều đúng đắn, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Mưa lớn tại Trung Quốc đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng trong tuần qua, gây ngập lụt và đe dọa hoạt động nông nghiệp và công nghiệp trong bối cảnh hai cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước này. Bão nhiệt đới Prapirun, Việt Nam gọi là bão số 2, đã đổ bộ Trung Quốc hôm 23 tháng 7 với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 100 km/h. Song đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ban bố cảnh báo xanh đối với cơn bão Gaemi, dự kiến kèm theo gió mạnh và mưa lớn đến các khu vực phía nam nước này. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ, trong đó màu đỏ là mức độ thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Theo kênh CGTN, bão Gaemi, cơn bão thứ 3 trong năm nay, dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, cường độ có khả năng tăng dần. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão, các khu vực ở Đài Loan, Trung Quốc và Choang, Quảng Tây có mưa lớn từ sáng 23 đến 24 tháng 7. Với lượng mưa đạt từ 50-70mm. Trong khi đó, gió giật được dự báo quét qua các khu vực ở Biển Hoa Đông, Biển Đông, kênh Ba Si, eo biển Đài Loan, Vịnh Bắc Bộ, cũng như các khu vực ven biển của Quảng Tây và Đài Loan. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương ứng phó khẩn cấp với bão và duy trì cảnh giác cao độ về lũ lụt và thảm họa địa chất tiềm tàng. Hàng loạt chi tiết gây sốc về vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt đã được tiết lộ trong phiên điều trần trước Hạ viện của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Phiên điều trần do Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ chủ trì hôm 23 tháng 7 giờ địa phương, chỉ một ngày sau khi Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Tito từ chức do để xảy ra vụ ám sát hụt ông Trump. Ông Trump bị bắn nhiều phát đạn về phía mình khi đang phát biểu vận động tranh cử trước đám đông ủng hộ ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ vào chiều 13 tháng 7. Nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, nổ súng về phía ông Trump ở cự ly khoảng hơn 100 mét, khiến ông bị thương chảy máu tai phải. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, Ủy viên Cảnh sát bang Pennsylvania Christopher Parris đã có những công khai gây sốc. Theo ông Christopher Parris, hai cảnh sát thuộc đơn vị phản ứng nhanh thành phố Butler, ESU, đã rời khỏi vị trí quan sát thuận lợi mái nhà nơi nghi phạm Crooks trèo lên, nhắm vào cựu Tổng thống Trump trước khi nổ súng. Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm Crooks đã bắn 8 phát đạn trước khi bị tay súng bắn tỉa của mật vụ tiêu diệt.
Vẫn theo lời ủy viên cảnh sát bang Pennsylvania, một cảnh sát ESU đã chạm trán với Crooks trong vài phút trên mái nhà trước khi nghi phạm nổ súng vào ông Trump. Cuộc đối đầu diễn ra chỉ vài phút, hai thành viên ESU biết được vị trí của Crooks trên mái nhà nên đã cố gắng trèo lên và đối đầu với nghi phạm. Thời điểm đó, nghi phạm Crooks đã chĩa súng vào một cảnh sát và người này ngã xuống.